Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích về phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, việc mua vàng để lấy may vào ngày vía thần tài đã trở thành một tập tục truyền thống trong nền văn hóa của Việt Nam. Nhiều người thường cho rằng việc mua vàng vào ngày này sẽ giúp họ có được công danh, may mắn trong cả năm, đường công danh hanh thông, việc làm ăn thuận lợi, thuận buồm xuôi gió, tài lộc ùn ùn kéo đến. Quan niệm này là không sai, nhưng thực tế thì không phải bất kỳ ai cũng có điều kiện để mua vàng vào ngày vía thần tài. Các bậc thầy phong thủy cho rằng không nhất thiết phải có vàng trong ngày này mới là may mắn. Đôi khi bạn chỉ cần thành tâm chuẩn bị những thứ đơn giản cũng đủ để chiêu dụ quý nhân, thu hút thần tài đến với gia đình mình rồi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày vía thần tài không cần mua vàng, hãy mua ba thứ này đảm bảo cả năm đại phát tài phát lộc. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn gốc của việc thờ cúng thần tài nhé. Nguồn gốc của việc tục thờ thần tài. Theo tiến sĩ Đinh Đức Tiến, khoa lịch sử Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, thì có ít nhất hai câu chuyện được dân gian lưu truyền lại về nguồn gốc của tục thờ cúng thần tài vào ngày vía thần tài. Một, câu chuyện theo truyền thuyết từ xưa. Thần tài là vị thần sống trên trời trong một lần xuống dưới hạ giới, do uống rượu say, đầu va vào đá nên không nhớ mình là ai. Tượng thần tài thường được để ở nơi có nhiều bụi, bởi theo quan niệm dân gian, chính bụi bặm sẽ đem lại tiền tài. Trong quá trình lưu lạc dưới nhân gian, quần áo thần tài mặc trên người bị người dân đem đi bán. May thay là khi thần tài đi lang thang, ăn xin thì được một cửa hàng bán gà vịt mời thần tài ăn. Từ đó cửa hàng này đông nghẹt khách hàng. Được một thời gian, người bán hàng thấy thần tài chẳng làm gì mà suốt ngày được ăn uống ngon, lại toàn dùng tay ăn bốc, người thì bốc mùi. Nghĩ thần tài sẽ làm khách sợ không dám đến ăn và hao phí đồ ăn cho người ăn mày, nên người bán hàng mới đuổi thần tài đi. Quán đối diện thấy vậy liền mời thần tài vào ăn. Kỳ lạ thay, mọi người lại kéo hết sang quán này ăn. Người dân khu vực đó thấy thần tài không có quần áo mặc nên dẫn đi mua. May mắn thay, thần tài tìm lại được đúng quần áo của mình. Sau khi mặc quần áo, đội mũ nón thì thần tài nhớ lại mọi chuyện và bay về trời. Mọi người coi thần tài như là báu Phật và lập ban thờ, tôn thờ từ đó. 2. Theo một quan điển tích của Trung Quốc được ghi chép trong Siêu Thần Ký, có người lái bôn tên là U Minh đi qua hồ Thanh Thảo, được thủy thần cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Sau khi đem Như Nguyệt về nhà và được vài năm, U Minh ăn nên làm ra trở nên giàu có. Một hôm vào ngày mùng 1 Tết, không biết vì lý do gì mà U Minh đánh Như Nguyệt, cô sợ quá chui vào đống xác ở trong góc nhà. Vợ U Minh không để ý nên vô tình quét nhà, hốt luôn cả đống xác Như Nguyệt bên trong đổ đi. Từ đó sau, nhà U Minh lại nghèo, người ta đồn rằng Như Nguyệt chính là thần tài và lập bàn thờ để thờ. Nhưng dù theo tích nào thì ngày thờ cúng thần tài là điều thống nhất vào ngày mùng 10 Tết, ngày thần tài bay về trời với cầu mong cả năm sung túc, tiền tài đầy nhà. Vậy chúng ta có nên mua vàng vào ngày vía thần tài? Ngày lễ thần tài tại Việt Nam được du nhập từ Trung Quốc. Thần tài là một trong những vị thần nổi tiếng của tín ngưỡng phương Đông, chuyên quản tài, phúc phú quý, mang lại tài lộc, sung túc và may mắn. Do đó, ngày vía thần tài là một trong những dịp quan trọng nhất để cầu tài lộc, sung túc và may mắn nhất là đối với các gia đình làm ăn kinh doanh. Câu hỏi là có nên đi mua vàng ngày thần tài không là băn khoăn của nhiều người. Trước ngày vía thần tài mùng 10 tháng riêng, người ta lũ lượt đổ ra đường xếp hàng lúc 3 đến 4 giờ, bất chấp mưa rét, con nhỏ bồng bế trên tay, chầu trực nhằm cho mua được một vài chỉ vàng trong ngày thần tài, nhằm cầu mong may mắn và tài lộc cả năm. Tâm lý đám đông đã khiến nhiều người chẳng hiểu ngày thần tài là ngày gì mà vẫn lao vào xếp hàng nhằm mua cho được chút vàng cầu may. Về vấn đề này, nhiều chuyên gia phong thủy thừa nhận, thực tế là chẳng có tài liệu nào cho thấy thông tin rõ ràng về ngày thần tài, cũng như không có căn cứ nào để chắc chắn mua vàng ngày thần tài là may mắn phát tài. Đây cũng không phải kinh nghiệm dân gian hay phong tục của người Việt. Việc xếp hàng chen chúc đi mua vàng ngày thần tài mới khởi phát vài năm gần đây và được các công ty kinh doanh vàng bạc, cửa hàng, buôn bán vàng đẩy lên, thu hút sự chú ý của người dân, cộng hưởng với tâm lý ham giàu sang, cầu cúng xin xỏ tài lộc, tâm lý đám đông. Mà mỗi năm dòng người xếp hàng càng dài thêm, kéo dài từ mờ sáng đến đêm khuya trước cửa hiệu vàng, chỉ cốt là để mua được chút vàng ngày thần tài.
Thậm chí là có chuyên gia kinh tế nói thẳng, có tiền chả dại gì đi mua vàng ngày thần tài. Trao đổi về vấn đề này, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Mỹ cho hay, trong sách của đạo giáo có nguyên một trang viết về ngày thần tài và cũng không nói nhất thiết cứ phải đi mua vàng trong ngày này mới mang lại được sự may mắn. Tùy theo quan điểm của từng người, nếu coi món đồ nào là giá trị thì mua món đồ đó để đổi lại sự an tâm, coi sự mang sự may mắn vào nhà trong dịp năm mới. Nếu vẫn chọn vàng với mục đích tích trữ, theo các chuyên gia, khi đi mua vàng ngày vía thần tài, người dân nên chọn cửa hàng vàng có uy tín, đảm bảo chất lượng, nên mua loại nhẫn tròn trơn 0,5 đến 2 chỉ, chọn loại ép vỉ để thuận tiện sau này đi bán sẽ không mất giá. Nếu mua vàng miếng thì cần phải có số series kiểm tra tuổi của vàng cũng như hóa đơn chứng từ để tránh mua phải vàng dởm. Như vậy có thể khẳng định rằng việc mua vàng vào ngày thần tài không phải là điều bắt buộc mà chỉ góp phần làm tăng thêm sự may mắn cũng như yên tâm cho gia chủ. Tuy nhiên nếu không có điều kiện mua vàng vào ngày này, bạn cũng không cần quá lo lắng bởi có thể mua những vật phẩm dưới đây tăng thêm sự may mắn vào ngày vía thần tài. Trong ngày vía thần tài, ngoài việc mua vàng lấy may, gia chủ có thể mua một nén bạc hoặc đơn giản hơn là mua trang sức bằng kim loại. Một cách khác để lấy may mắn trong ngày này đó là mua món đồ mình thích, có thể là chiếc váy đẹp hoặc là một đồ vật hữu ích cho gia đình. Một chiếc vé số để thử vận may. Vào ngày này, mọi người cũng có thể mua về nhà một số vật phẩm phong thủy để lấy may như là tượng Phật A-di-đà, cóc ba chân, tượng thần tài. Chú ý ngày thần tài khi đi mua đồ, bạn không nên mặc cả giá để gia đình may mắn hơn. Quý vị thân mến, trong tất cả mọi chuyện có liên quan đến tâm linh như thờ cúng người dân Việt Nam đều hết sức cẩn thận để tránh không phạm phải các sai lầm đáng tiếc. Đối với việc thờ cúng thần tài cũng không phải là chuyện ngoại lệ. Các gia chủ cần chú ý đến cách bài trí bàn thờ sao cho thuận phong thủy, đúng nguyên tắc thì vận khí mới hanh thông, công danh sự nghiệp cũng theo đó mà suôn sẻ gấp bội phần. Chúng tôi sẽ chia sẻ trong phần tiếp theo của video, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên, các gia chủ cần nắm rõ về cách chuẩn bị bàn thờ thần tài. Khi bày biện bàn thờ thần tài cần lưu ý những thứ không thể thiếu sau. Tượng ông thần tài đặt bên trái, tượng ông thổ địa đặt bên phải, một bát hương đặt ở giữa, lọ hoa đặt bên tay phải, hoa cúng nên là hoa cúc, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng, đĩa hoa quả tươi đặt bên tay phải. Ngày cúng thần tài hàng tháng cần chuẩn bị 5 loại trái cây khác nhau, chén nước, đèn hoặc nến, đĩa bày đồ lễ. Bàn thờ thần tài đặt ở vị trí sáng sủa, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất. Nếu bàn thờ tối thì có thể thắp thêm đèn cho sáng bên cạnh bàn thờ. Để tăng thêm những linh khí tốt đẹp, có thể đặt một chậu cây trồng trên đất xanh tốt quanh năm. Khi thờ cúng thần tài, các gia chủ cần lưu ý không phạm phải một số sai lầm dưới đây để tránh hao tài tốn lộc. Lỗi chọn hoa quả cúng thần tài. Để tiện trong việc thắp hương, nhiều nhà chọn bày hoa quả và quả giả song song với hoa quả thật trên bàn thờ, cốt là để hoa quả giả bày quanh năm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, việc này hoàn toàn sai lầm. Riêng hoa cúng thần tài không nên dùng hoa giả, cần mua hoa tươi, có nụ, có hương thơm càng tốt. Quả cũng không nên dùng quả nhựa, quả nhân tạo, không ăn được, nên cúng thần tài bằng quả tươi ngon. Khi đã thắp nhang và hoa quả xong thì nên dọn trong ngày, không nên để qua ngày tiếp theo. Sử dụng đèn nhấp nháy. Không sử dụng đèn nhấp nháy trên bàn thờ thần tài vì chúng tạo trường khí xấu ảnh hưởng đến tài vận. Gia chủ nên sử dụng đèn dầu hoặc nến để thắp ở bàn thờ thần tài là tốt nhất. Ngoài ra bạn cần chú ý không được để đèn bàn thờ bị tắt. Ngọn đèn trên bàn thờ được ví xem như là một ngọn đèn hải đăng dẫn lối cho các vị giáng trần. Vì vậy trong quá trình thắp hương không được để đèn thờ bị tắt hay quên không thắp đèn thờ. Vậy đâu là cách bài trí bàn thờ thần tài đúng chuẩn? Vị trí đặt ông thần tài bên trái hay bên phải? Ông thần tài đặt bên trái hay bên phải, theo quan niệm dân gian, thần tài là biểu tượng cho tài lộc và may mắn. Vị thần này chịu trách nhiệm cai quản tiền, vàng, châu báu trong nhân gian. Vị trí thích hợp nhất để đặt thần tài ở góc nhà, chứ không đặt cùng bàn thờ ông công hay gia tiên, cần chuẩn bị những gì cho việc bốc bát hương thần tài. Trong cách bài trí bàn thờ thần tài thổ địa thì bát hương là vật dụng không thể thiếu trên bàn thờ thần tài. Bát hương được đặt ở vị trí trang trọng như trung tâm bàn thờ. Việc thay và bốc bát hương phải đảm bảo các thủ tục nhất định. Theo phong tục dân gian, gia chủ nên chọn loại nến thơm có mùi hương dễ chịu, an toàn để bài trí tăng thêm sự đẹp mắt, dễ chịu cho không gian. Lọ hoa. Theo nguyên tắc, lọ hoa được đặt ở bên phải. Người ta thường sử dụng hoa cúc, hoa đồng tiền, hoa hồng để dâng lên các ngài. Trái cây. Cách bài trí bàn thờ thần tài quy định đĩa trái cây được đặt ở bên trái. Theo phong tục tập quán của người Việt, khi trưng bày người ta thường dùng mâm ngũ quả từ các loại trái cây tươi ngon, đẹp mắt với kích thước và màu sắc khác nhau để tăng thêm tính thẩm mỹ. Ông cóc thềm thừ.
Ong cóc thường được đặt ở cạnh mâm ngũ quả, tuy nhiên gia chủ cần lưu ý buổi sáng nên quay cóc ra hướng phía ngoài cửa, còn khi trở về nhà thì quay hướng cóc vào trong. Điều này mang ý nghĩa phong thủy rất tốt, cóc nhà tiền sẽ mang tài lộc và tiền tài đến cho gia chủ. 3. Nên đặt bàn thờ thần tài ở hướng nào cho đúng? Cung quý nhân. Theo quan niệm dân gian, quý nhân Thiên Ất là vị thần thiêng liêng chí tôn, đứng đầu trong các thần. Những người được quý nhân phù hộ nhất định luôn gặp chuyện lành, tính tình thông minh, nhanh nhẹn, dung mạo đẹp đẽ. Quý nhân là cung tốt, vì vậy có thể dễ dàng chọn cách sắp xếp bàn thờ thần tài đặt như cửa chính, cửa phụ, bàn thờ hay phòng ngủ. Tuy nhiên để tỏ lòng thành tuyệt đối không đặt cung này ở phòng tắm hay nhà vệ sinh, điều này gây họa, khiến cho các thành viên trong gia đình gặp điểm không tốt. Cung Thiên Lộc. Trong ngũ hành, cung Thiên Lộc là vị trí đẹp để đặt thượng thần tài đẹp, giúp tăng vận khí. Nó là một trong những cung đại cát mang lại may mắn, tiền bạc cho gia chủ. Nó không chỉ giúp thành viên trong gia đình thăng quan tiến chức, thành công trong sự nghiệp mà còn thông minh, sáng láng, có sức khỏe tốt. 4. Lưu ý về bàn thờ thần tài cần có những gì? Bàn thờ thần tài phải hướng về phía cửa lớn. Trong cách bài trí bàn thờ, thần tài nên đặt bàn thờ ở đặt ở cửa chính, hướng ra vị trí quan khách ra vào. Tuy nhiên, do đặc tính khu vực này thường xuyên có người quan lại, tập trung nhiều ánh mắt tò mò của mọi người bên ngoài. Vì vậy, gia chủ nên chú ý đến cách bố trí các phòng trong nhà theo phong tục và các bàn thờ cạnh chậu cây cảnh hay tủ kệ để che giấu bớt đi sự hiếu kỳ của người ngoài. Không thờ ghép chung với tượng Quan Âm. Quan Âm là đại diện cho sự lương thiện, tốt lành trong Phật giáo, trong khi các thần tài quan đế là các anh hùng nhân gian, chuyên trừ kẻ xấu, tà ma hung ác. Vì vậy đặt tượng Quan Âm chung với bàn thờ thần tài là điều không thỏa đáng. Bên cạnh đó, gia chủ cần thường xuyên thắp hương vào buổi chiều hàng ngày. Đây là nghi thức thỉnh thần về ngự trên bàn thờ, phù hộ cho gia đình. Ngày vía thần tài vô cùng quan trọng với doanh nhân, thương nhân, không chỉ là ngày cảm ơn thần tài đã phù hộ một năm qua, mà còn là ngày mong đổi vía, lấy vía của thần tài để phù hộ gia chủ một năm làm ăn sung túc. Vậy ý nghĩa ngày vía thần tài là gì? Vào ngày mùng 10 Tết, ngày vía thần tài, mọi người thường đi mua vàng để cầu gặp nhiều phúc lộc, sung túc suốt cả năm. Mua vàng là hình thức tâm đức, là cốt lõi. Ngày nay, việc mua vàng là ngày vía thần tài còn mang ý nghĩa tâm linh rất lớn đối với những người làm ăn, buôn bán. Thậm chí có nhiều người coi đây là việc mua vàng quan trọng nhất năm, không thể bỏ qua để cầu may mắn, cầu cho tiền tài của cải được thần tài phù hộ, cho sinh sôi nảy nở trong suốt một năm mới kéo dài. Cũng bởi vì thế nên có trường hợp nhiều người thích tiền cả năm chỉ để mua vàng vào ngày này. Tuy nhiên không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, việc mua vàng đầu năm cũng được coi là một hình thức tiết kiệm của người Việt Nam. Trong tâm lý, thói quen của người Việt, vàng vẫn được coi là kênh đầu tư và giữ tiền an toàn nhất. Hầu như trong mỗi gia đình được coi là đủ điều kiện thì đều có một vài chỉ bằng sắt lưng để phòng khi cần chi tiêu. Bên cạnh đó, với người mua vàng đầu năm nhằm giúp tiết kiệm, lãng phí sau thời điểm ăn Tết, chi tiêu thả ga. Quý vị thân mến, vậy là trong chương trình hôm nay chúng tôi đã làm rõ thắc mắc của rất nhiều người rằng có cần mua vàng vào ngày vía thần tài hay không? Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích đối với các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!